còn chưa biết thì có cái gói nữa nè. Dạ biết nữa, gói auto thôi. Là đáp án D là cái đáp án mà tương tác mạng xã hội sợ em ghen nhất đó. Rồi dạ, để xem cái tiêu chí mà đặt lên hàng top của Mia là không được tương tác gì với người khác giới không. Nên là đây quá rõ ràng rồi đó. Cái này là không cần hiểu luôn. Dạ. Rõ ràng luôn. Còn với chú Huyền Thanh, cái này em chả biết chọn như nào luôn ý. Tại vì em không bao giờ mà em cấm chồng em là không tương tác với người ta. Nhưng mà bao giờ mà bị em bắt gặp là đừng có trách. Tư vấn chuyện tình cảm, gặp gỡ cà phê, cho đi nhờ xe. Chồng tư vấn chuyện tình cảm với người ta chưa? Chắc chưa đâu. Cái em nào mà không được chồng không làm nữa mà nha. Tập kỹ câu hỏi nha. Thế thì em đoán là D, tương tác mạng xã hội. Vậy luôn. Được, lúc trước là thầm. Tại vì A, B, C là em chưa thấy bao giờ. Em đoán là D. Ủa, mình vẫn tương tác thường xuyên mà. Ok rồi, coi kết. Để coi kết quả. Còn nhiều các bạn. Đúng rồi, cái này thực chất phải rộng nhiều chứ. Nếu mà một thì không bao giờ đủ. So với các nàng thì thương là hết. Là bỏ hết đó. B, gặp cà phê. Cái câu này em không biết chọn câu nào luôn á. Tại vì tất cả những cái đó em vợ rất là tin tưởng. Dù bây giờ em có đi gặp cà phê hay với một cái người đối tác hay là một cái người đó là nữ, thì em nghĩ là em rất là tin tưởng và không có vấn đề gì hết. Thì dù sao hai chồng cũng chưa hiểu với nhau. Và chiến thắng ngày hôm nay thuộc về đội Mia với Vương. 3-2, chúc mừng hai đội. Trong cuộc sống thì em không thích điều gì nhất ở Vương hả Mia? Em không thích hai điều lận. Hai điều lận. Dạ. Một cái á, là khi mà hai đứa em cãi nhau á, mà cái gì đó thật là lớn, chồng em hay im lặng lắm, kiểu giống như là im lặng càng tức đúng không? Dạ đúng rồi. Càng im lặng càng tức. Ngủ không được mà quay qua ổng ngáy tức lắm. Nên là kiểu như là mình muốn như là em phải dựng đầu dậy nói chuyện xong liền. Rồi em mới thấy, còn chồng em thì muốn em nguôi giận thì em không thích vậy. Rồi, điều thứ nhất. Dạ, điều thứ hai là chồng em bớt bài bừa để em dọn đi. Nói chung là ở nhà sống hai vợ chồng cũng có chị giúp việc, nhưng mà em thích dọn cái món đồ, dọn nhà hơn là tại vì em biết là đồ nó để ở đâu để em nhớ em lấy. Thì chồng em bày banh phong hết trơn á, cho nên là em không thích. Giải thích đi Vương. Dạ thì tại vì em lâu lâu em để chai nước ở đó, thì em đi một vòng em tiện thì em lấy chai nước đó muốn tiếp, thì em vừa để đó được chưa được 10 giây nữa là bà dọn rồi. Rồi mày món gì đó thì kể cái ví dụ như cái đôi giày em vừa để đó thì em đi vô phòng em đi ra định cất lên thì nó đã bay mất tiêu. Nhưng mà sau khi mỗi lần mà vợ nóng lên tranh luận thì em lại im liền. À thì theo cái suy nghĩ của em thì em nghĩ là nên để vợ nguôi giận đi rồi nói chuyện cũng sẽ dễ chịu hơn. Cái đó cũng tùy thuộc vào những người vợ, có thể là chồng im thì coi im luôn, nhưng có những người vợ mà càng im lại càng cứ thích, người ta lại càng nóng và mâu thuẫn nó càng lớn hơn nữa. Thì chúng ta phải làm điều gì chúng ta hướng về vợ mình, tức là nếu vợ mình vậy thì mình cũng phải giải thích một đôi lời giải thích, chứ im là càng tức lắm, thậm chí bỏ đi. Dạ. Tức dữ luôn ha. Dạ. Còn em không thích điều gì vợ em? Vợ em hay khi mà dọn nhà đó thì tự nhiên nổi nóng rồi, cứ dọn nổi nóng, dọn là nổi đương chửi em vậy. Thì em nói nhẹ. Quyền Linh xin chào quý vị, chúng ta đang đến với chương trình Bếp Chiến. Chương trình được phát sóng vào lúc 20:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng với hai cặp vợ chồng để chia sẻ những cái câu chuyện trong cuộc sống, và đặc biệt là sẽ vào bếp để có thể nấu một món ăn nào đó cho chồng, cho con, cho gia đình. Mà ở trong món ăn đó chúng ta dồn tất cả những tâm huyết, chia sẻ tất cả yêu thương, lan tỏa hạnh phúc trong cái món ăn đó. Đó là điều mà chúng tôi mong muốn quý vị nha. Bây giờ chúng ta sẽ chào đón cặp đôi đầu tiên, đó là Dây Quân và Chúng Quyền Thanh. Cặp đôi thứ hai là Mia và Triệu Trọng Hương. Rất vui được chào đón chúng ta đến với Bếp Chiến. Ở nhà có hay nấu ăn không? Dạ có. Có em? Thi thoảng ạ. Thi thoảng. Còn đây? Dạ không. Dạ không.
Còn kia dạ đây là đầu bếp chính. Trời ơi, vậy hôm kia anh nấu ở đây không mà kia không luôn à. Thấy quý vị thấy không, trong cuộc sống đôi khi nói tới bếp ai cũng sợ, và đôi khi thậm chí ta không có vào bếp luôn, bởi vì cuộc sống hiện đại người ta ra ngoài tiệm ăn cho nó dễ, thậm chí có người nấu dạy gì mình nấu đúng không. Đây, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần đầu tiên, đó là phần hiểu ý vợ chồng. Ở phần hiểu vợ chồng thì chúng tôi sẽ đưa ra câu hỏi và hỏi người vợ để xem chúng ta nói ra có đúng cái ý chồng hay không. Câu hỏi đầu tiên bắt đầu. Trang phục bikini nào sau đây mà chồng thích vợ mặc khi đi du lịch? Chúng ta sẽ đến với cặp đôi đầu tiên. Em nghĩ là đáp án D. Tại vì chồng em bình thường là kiểu hay hướng vợ tới cái hình ảnh hơi sexy một chút xíu. Chồng em á là suốt ngày lên trên mạng xã hội để mà ngắm hình những cô xinh mà mặc bikini này, đồ anh thân hình bốc lửa ở bên đó. Mà em tốn vợ cho em mở cho vợ thấy luôn nè. Em coi công khai luôn là tại vì cái lý do của em có lý do chính đáng. Lý do gì? Chồng em gan lắm. Em coi là để lấy cái ý tưởng để ra mình chụp hình bikini cho vợ. Em chụp được rất nhiều hình bikini cho đẹp cho vợ luôn á. Nhờ em đi coi mấy cái đó. À, yeah. Lý do chính đáng. Yeah. Thì em có gì bắt bẻ chồng em được đâu. Và cuối cùng là em nghĩ là chồng em sẽ thích bikini ở đáp án đề đúng không? Yeah. Chúng tôi đã ghi hình những người chồng trước rồi nhưng mà vợ không biết chồng nói gì đâu. Bây giờ mới biết đây, mở đáp án của chồng. Cả bốn trang phục đều thích vợ mặc luôn. Nếu mà mình thích vợ mình mặc như thế nào thì sẽ là B, cảm giác nó có cái gì đó phá cách. B. A. Vợ thích mặc A và vợ muốn là mình sẽ chọn A. À, thấy chưa? Vợ thích mặc A. Vợ thích mặc A. Nên là em sẽ chọn A. Không có, em không thích mặc A luôn anh. Tại vì do bụng em dạ nên em mới bắt buộc em phải mặc thôi. Chứ em vẫn thích mặc những cái đồ sexy hơn. Mà hiện tại là thích mặc A đúng không? Không. Khó mà vợ em không biết vợ em muốn gì nữa cơ mà. Vậy thì làm sao mình hiểu được? Dạ, đúng rồi. Thành ra là sai ý rồi. Bây giờ ta sẽ tiếp tục gặp bên đây. Mia. Vậy thường á mà em đi tắm biển là em tự mặc à. Em muốn mặc gì mặc, em không giờ hỏi ý chồng em trơn á. Cho nên em cũng không thích em chồng mặc hay cái coi mấy cái cô mặc như thế nào á. Dạo gần đây là em xóa hết rồi. Em xóa hết Facebook mấy người em lén xóa hết. Mà em nghĩ là chồng em thường thì ở nhà thì ổng thích em mặc đồ sexy, nhưng mà khi mà đi ra chỗ tắm biển hay gì đó thì em nghĩ là ổng sẽ thích em mặc kín đáo hơn. Nhưng mà cá nhân em vẫn thích D. Còn chồng thì nghĩ chắc A quá phôn. Thế chồng em muốn cho em mặc cái mùng đi ra đi tắm biển. Ủa thì là mùng C kìa. Kiểu đó thì cũng ổng cũng không thích. Không thích. Dạ. Còn giờ ổng thích A đúng không? Theo em là em nghĩ vậy. Em nghĩ vậy nhưng mà em là em thích D. Dạ. À rồi để xem chồng em thích A hay không nhá. Mình là người chồng đi, mình vợ ra biển thì cũng sẽ có rất là nhiều người nhìn qua nhìn lại đúng không? Đó, nên là mình cũng thích cái kiểu xe. Xe thì cũng kiểu một kiểu là kín đáo, mình cũng thấy an tâm và mình tự tin hơn nữa. Nhìn chắc là ảnh A. Nhau quá trời kìa. Nói chồng biết vợ chọn A mà, nếu vợ chọn chọn A gì nữa. À, đó. Mặc kiểu này nên là em. Chồng thích vợ mặc cái gì nữa. Yeah, chứ đâu phải là vợ thích mặc cái gì. Nhau. Tại vì vợ bình thường mà đi biển là em thấy vợ em hay mặc kiểu này. À. Vợ em hay mặc kiểu này nên là em rất là thích cái kiểu này. Vậy là Vương và Mia đã hiểu nhau. Nơi bạn muốn có một đêm nhớ mãi cùng vợ là A là phòng tắm, B là nhà bếp, C là trong xe hơi. Bây giờ nè, Mia. Dạ chứ. Chồng em sẽ muốn ở đâu? Thật ra cái nào em cũng thích hết trơn á. Nhưng mà cái mình nó thích nào nhất? Em á là em hơi là lạ. Tại vì vợ chồng ở nhau suốt đời mà, cho nên lâu lâu mình cũng phải lạ lùng một chút. Ừ đúng. Em nghĩ là C rồi. Dạ chắc chồng em chọn C quá. Chồng chọn C. Để xem Vương sẽ nói gì. Vợ chồng của Vương và Mia thì thực chất thì cả ba cái đáp án này là đều đã có thử qua rồi. Ghê chưa? Ghê chưa? Có
quá, dữ vậy ta. Có mấy đồng nghiệp nha. Một cái gì đó nó ở trong một không gian ấm cúng. Cái này là bếp nha. Thì là bếp, bếp nhưng mà nó vẫn ở trong một cái không gian rất là ấm cúng đúng không? Tại vì ở trong bếp mình cũng nấu nướng, mình cũng có cũng khá là nhiều trò đấy. Ủa? Trong bếp hả? Trời ơi. Trời ơi. Là mồ hôi chứ. Lòi ra là thấy thử hết rồi. Rồi như vậy là cũng chưa hiểu với nhau ha. Dạ. Bây giờ thì Thanh với lại Quân. Ba cái đáp án này á. Đừng có nói em bạn tại vì thử quá hết chưa? Được cái nào? Em chưa. Có chỗ nào chưa? Có cái đáp án C là chưa có được thử thôi. À còn hai cái. Nhưng mà cũng muốn thử lắm, nhưng mà em... Tại vì em không biết là chồng em thích cái nào. Ba cái em đều thích. Gợi ý đó nha, gợi ý đó. Trời ơi, chỉ được cho một cái thôi mà ba cái chọn luôn là sao? Trời, tham lam quá à. Sức người có hạn. Người vô hợp. Chắc em chọn B, nhà bếp. À, tại sao? Tại em thấy cái bàn nó cũng vừa vừa. Trời ơi. Để xem Quân ơi, cái bàn nó vừa Quân. Nó sẽ là một cái nơi mà mình chưa từng thử qua. Có bạn một xíu rồi. Trời ơi, mình chưa từng trải qua. Là đoán C, đoán C hơi. Nó chưa từng, tại sao nó không thích cái đó? Em cũng định chọn cái đó rồi nhưng mà... Không thấy cái bàn đúng không? Chúng ta sẽ tiếp tục với tình huống của chương trình. Với chồng thì đâu là điểm hấp dẫn nhất trên cơ thể của phụ nữ? Vòng 1, vòng 2 hay là vòng 3? Em đoán chắc chắn luôn là vòng 3. Tại vì chồng em luôn luôn lên trên mạng để ngắm. Nên em nghĩ chắc chắn là nó. Ngắm để chụp hình cho vợ đúng không? Dạ, với cả một cái nữa là em ngắm để em học hỏi kinh nghiệm tập luyện á. Học hỏi cái gì? Có, người ta sẽ chia sẻ những cái kinh nghiệm tập luyện kèm những cái bức hình đó. Kinh nghiệm gì học, vậy? Em chưa bao giờ thấy luôn tập anh. Tập để cho vòng 3 phát triển thôi anh. Rồi, xem đáp án. Thì thực ra là Quân thích những gì nó tự nhiên. Mà tự nhiên thì... Để mà tự nhiên mà đẹp được á, thì chỉ có vòng 3 là một cái chỗ mà... Sạch. Tự nhiên mà đẹp được là dễ nhất. Còn vòng 1 thì khó mà tự nhiên mà đẹp. Yeah. Dễ quá ha. Nhờ em hay coi hôm nay mới thắng cái vòng này đó đúng không? Đúng rồi. Thành ra là ông coi trước mặt vợ đi. Không mà chồng em kỳ cục lắm anh. Coi thì mình âm thầm mình coi đúng không? Đây đưa cho vợ coi, trời ơi mông nó đẹp chưa? Rồi bao giờ mà được vợ được như thế này? Thì chồng sẽ dẫn vợ đi chụp hình sexy dã man luôn. Chồng em. Đúng nha, cái này đúng nha. Coi về thì người ta làm động lực cho vợ tập, hướng dẫn cho vợ tập, chứ đâu phải coi là để mà ước gì vợ giống như mày không có. Giờ chồng em cãi. Nghe em. Dạ. Em. Facebook chồng em toàn bưởi. Bưởi hoài bưởi. Em nghĩ là chắc vòng 1 quá. Sao mà Facebook mà vậy chắc vậy ha. Để xem. Một câu hỏi rất là khó đây. Nếu mà Vương thì Vương sẽ chọn vòng 1. Đúng rồi, Facebook sao thì trả lời vậy là đúng, đáp án vậy là đúng rồi. Chúc mừng. Như vậy là các bạn đã một phần nào hiểu nhau mà hiểu rất rõ luôn nữa. Dạ. Có thể hiện qua Facebook nha. Chúng ta đến với tình huống cuối cùng. Sau khi cưới, hành động chồng không làm với người khác giới nữa vì sợ vợ ghen là gì? Cho đi ngồi xe, gặp gỡ cà phê, tư vấn chuyện tình cảm, tương tác mạng xã hội. Mời Mia. Dạ. Cái mà lúc mà trước khi cưới mà hai vợ chồng em mà thiếu điều đánh lộn luôn á, là cái vấn đề cũng trên mạng xã hội. Tức là ảnh làm cái gì cho một cái người nào đó, cái người đó người ta muốn cảm ơn ảnh, người ta nói là để mình tặng cho bạn cái gói auto thả tim. Mà thường là nếu người ta tặng như vậy á, là tặng cho những cái người ở ngoài auto thả tim cho chồng em. Còn này không biết cái gói đó nó bị vấn đề gì hay tại vì chồng em nói xạo nữa. Là chồng em auto thả tim tất cả những bưởi đó. Thì đó, một ngày nọ em lấy một cái Facebook ảo, em add Facebook của chồng em. Xong bắt đầu hút ảo em chỉ có nick của chồng em thôi, cho nên là từ đầu đến cuối những cái gì mà ảnh làm á là nó sẽ hiện ra trên cái trang hết. Xong cái em thấy thả tim quá nhiều. Cháy nhà. Cháy nhà. Nhà cái, sau đó ảnh giải thích với em vậy. Nói chung em nhờ cộng đồng mạng có thể xác minh giùm em cái chuyện đó có thật hay không nha, chứ tới giờ em còn chưa biết. Thì có cái gói nữa nè. Dạ,
biết nữa. Đó auto thôi. Ừ. Xong rồi là đáp án D là cái đáp án mà tương tác mạng xã hội. Dạ, sợ em ghen nhất tắt. Rồi. Dạ. Để xem. Cái tiêu chí mà đặt lên hàng top của Mia là không được tương tác gì với người khác giới không? Nên là D. Quá rõ ràng. Cái này là không cần hiểu luôn. Dạ. Rõ ràng luôn. Còn với chú Huyền Thanh, cái này em chả biết chọn như nào luôn ý. Tại vì em không bao giờ mà em cấm chồng em là không tương tác với người ta. Nhưng mà bao giờ mà bị em bắt gặp là đừng có trách. Còn tư vấn chuyện tình cảm, gặp gỡ cà phê, cho đi nhờ xe. Chồng tư vấn chuyện tình cảm với người ta chưa? Chắc chưa đâu. Cái em nào mà không được chồng không làm nữa mà nha. Tập trung câu hỏi nha. Thế thì em đoán là D, tương tác mạng xã hội. Đúng đấy luôn. Được lúc trước là thầm. Tại vì A, B, C là em chưa thấy bao giờ. Em đoán là D. Ủa, mình vẫn tương tác thường xuyên mà. Ok rồi, coi kết để coi kết quả. Còn nhiều nữa bạn. Đúng rồi, cái này nó chắc phải rộng nhiều chứ. Nếu mà một thì không bao giờ đủ. So với các nàng thì thương là hết. Là bỏ hết đó. B. Gặp gỡ cà phê. Cái câu này em không biết chọn câu nào luôn á. Tại vì tất cả những cái đó em vợ rất là tin tưởng. Dù bây giờ em có đi gặp cà phê hay với một cái người đối tác hay là một cái người đó là nữ thì em nghĩ là em rất là tin tưởng và không có vấn đề gì hết. Thì dù sao hai chồng cũng chưa hiểu với nhau. Và chiến thắng ngày hôm nay thuộc về đội Mia với Vương. 3-2. Chúc mừng hai đội. Trong cuộc sống thì em không thích điều gì nhất ở Vương hả Mia? Em không thích hai điều lận. Hai điều lận. Dạ. Một cái là khi mà hai đứa em cãi nhau á mà cái gì đó thật là lớn, chồng em hay im lặng lắm, kiểu giống như là im càng lặng. Im lặng càng tức đúng không? Dạ đúng rồi. Càng im lặng càng tức. Ngủ không được mà quay qua ổng ngáy. Tức lắm nên là kiểu như là mình muốn như là em phải dựng đầu dậy nói chuyện cho xong liền. Rồi em mới ấy. Còn chồng em thì muốn em nguôi giận thì em cũng thức dậy. Rồi, điều thứ nhất. Dạ, điều thứ hai là chồng em bớt bài bừa để em dọn đi. Nói chung là ở nhà sống hai vợ chồng cũng có chị giúp việc. Nhưng mà em thích dọn cái món đồ, dọn nhà hơn là. Tại vì em biết là đồ nó để ở đâu để em nhớ em lấy. Thì chồng em bày banh phong hết trơn á. Cho nên là em không thích. Giải thích đi Vương. Dạ thì tại vì em lâu lâu em để chai nước ở đó thì em đi một vòng em tiện nha, thì em lấy chai nước đó em uống tiếp. Thì em vừa để đó được chưa được 10 giây nữa là bà dọn rồi. Rồi mày em để món gì đó thì kể cái ví dụ như cái đôi giày em vừa để đó thì em đi vô phòng em đi ra định cất lên thì nó đã bay mất tiêu. Nhưng mà sau khi mỗi lần mà vợ nóng lên tranh luận thì em lại im liền. À thì theo cái suy nghĩ của em thì em nghĩ là nên để vợ nguôi giận đi rồi nói chuyện cũng sẽ dễ chịu hơn. Cái đó cũng tùy thuộc vào những người vợ, có thể là chồng im thì coi im luôn. Nhưng có những người vợ mà càng im là càng kích thích, người ta lại càng nóng và mâu thuẫn nó càng lớn hơn nữa. Thì chúng ta phải làm điều gì chúng ta hướng về vợ mình. Tức là nếu vợ mình vậy thì mình cũng phải giải thích một đôi lời giải thích. Chứ im là càng tức lắm, thậm chí bỏ đi là tức dữ luôn ha. Dạ. Còn em không thích điều gì vợ em? Vợ em hay khi mà dọn nhà đó thì tự nhiên nổi nóng rồi. Cứ dọn nổi nóng. Dọn là nổi đuôi chửi em. Vậy thì em nói nhẹ vậy thôi. Ở bên đây nhà em là ngược chiều với nhà kia luôn á, là em đúng Mia mà Vương là đúng vợ em luôn á. Đó là vợ em là thích im lặng. Hai vợ chồng mà khi mà có những cái xung đột hay có những cái việc mà nó hơi bị đi quá xa thì vợ em luôn luôn là người im lặng mà nhất quyết không nói, mà giống như là lì luôn nha, sống để bụng chết mang theo luôn á. Cạnh miệng là không được luôn á. Là nhiều lúc mà khi mình đúng vợ sai mà vợ im mình thôi mình vẫn phải xin lỗi, mình vẫn phải làm hòa. Im hoài mà im hoài mình không xử lý được, mình không giải quyết được. Đúng rồi. Anh giải thích gì đi, tại sao anh như vậy? Tại vì em không biết phải nói gì mà không biết phải nói gì. Tính nó cũng hơi khôn, không biết nói gì, giả bộ có im luôn á, có lỗi cũng im luôn. Đó, có lỗi cũng im luôn. Là em là luôn luôn là phải xuống nước. Còn ngược lại. Và chồng em hay đi khịa lắm. Khịa từ mẹ đến vợ rồi đến em gái, trong nhà có ai khịa hết. Nhiều khi khịa cả con. Ví dụ nha, là hai vợ chồng em đều bày bừa y chang nhau. Nhưng mà thấy vợ để đồ ở đây, ở trên ghế,
ra bảo em là ủa cái đồ này để trên ghế hả? Nhưng mà ngay hôm sau chồng em để cái áo đó mấy ngày luôn, em vẫn để yên mấy ngày luôn. Xong đấy khi em nói thì kêu là tại vì cái quần áo đó của chồng nó sạch, chồng để trên ghế được. Áo quần áo của vợ nó dơ hay là nó sạch thì không biết, mà vợ để trên ghế thì không được. Nói chứ tại vì nhà em á thì mẹ với em gái với vợ là nếu mà không quen ở nhà là cái nhà im phăng phắc luôn. Không tính ra nó tạo niềm vui vậy cũng hay chứ em hả? Đi hay đi cà khịa ở cả nhà đó để cho cho mâm cơm chứ hay cà khịa cho vui nhà đó. Rồi, cảm ơn các bạn, qua câu chuyện này chúng ta có thể hoàn thiện hơn chính bản thân của mình ha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần chơi thứ hai, đó là bếp chiến. Ở phần bếp chiến này thì hai đội chơi sẽ đưa ra mỗi người một cái món ăn nào đó mà mình cảm giác mình tự tin với món đó, và mình sẽ nấu trong vòng 30 phút. Sẽ có một cái chuyên gia sẽ cùng chia sẻ với các bạn những cái cách để nấu ăn ngon và cách trang trí làm sao thẩm mỹ và có thể giúp các bạn có thêm nhiều cái danh mục món ăn nữa có thể chúng ta phục vụ những thành viên gia đình ha. Yeah. Đó là Cẩm Thiên Long. Rồi, hôm nay thì anh Cẩm Thiên Long có kinh nghiệm cũng mười mấy năm trong bếp rồi. Dạ, người quen. Quen đúng không? Quen luôn. À, quen luôn hả? Vậy là khỏe rồi. Quen hết làm sao cho điểm rồi. Quen đó anh, rất quen. Quen đúng không? Hôm nay thì đội chúng ta sẽ có món gì? Dạ là... Dạ, bò, đọc, gỏi đọc. Bò, xà lách bò. Thật ra cái món đó là do hai vợ chồng em thích mẹ em nấu cho tụi em ăn. Chứ thật ra hai vợ chồng chưa nấu đúng không? Dạ chưa, thử cho chồng em nấu được không? Dạ. Nhưng mà em sẽ có cơ hội là vào phụ chồng em hai lần, mỗi lần được phút thôi. Nên còn cứ để chồng em tự tung tự tác, ngon không chút mình biết. Rồi còn bên đây, mình sẽ nấu món gì hả Quân? Dạ, em sẽ làm bò bít tết kiểu Mỹ ạ. Kiểu Mỹ? Tại sao mình làm món này? Tại vì ở nhà em hay làm món này. Hay làm món này? Vì, gia đình em, hai vợ chồng em hay tập gym, nên là ăn cái đó nó sẽ rất là nhiều dinh dưỡng để cho nuôi cơ bắp các thứ. Thế là thấy mạnh bên đây rồi hả? Dạ. Nên thấy yếu rồi. Thôi bây giờ chúng ta sẽ có 30 phút bắt đầu. Chúng ta có 30 phút thôi. Cố lên. Đúng rồi, cổ vũ và có thể càm ràm. Tại sao chồng lại làm như thế? Nhưng mà không được chỉ nha. Dạ. Chồng em cầm cái dao vậy. Em quan ngại. Cho tiêu. Chồng em lào như chả bao giờ vô hết. Sửa soạn xong hết 15 phút rồi. Ở bên kia thấy tay chân không thoát. Chuyên nghiệp quá. Chồng em á là chỉ khi nào mà chồng em thích ăn món gì á. Chồng em bảo bếp. Chứ còn những cái món ăn bình thường, ví dụ như cơm ở nhà bình thường á thì sẽ là mẹ em nấu. Hoặc là hiếm khi lắm ấy thì mẹ em không có nhà em mới được vô bếp thôi. Hay là mẹ em đi rồi em mới được vào bếp. À, tại vì em nấu ăn dở. Thì là phải đến lúc chúng ta cũng cần biết nấu ăn. Thật ra thì chị cũng vậy. Mà ở nhà mẹ chồng em nấu ăn ngon lắm. Thường thì mẹ em, bởi vì mẹ em nấu cầu toàn quá nên là không cho ai vào bếp đâu khi mà mẹ nấu ạ. Buồn. Ở nhà cũng ít khi có cơ hội được nấu. Nhưng mà đến lúc đó thì chúng ta càng ngày càng trưởng thành lên á, chúng ta cần phải có một số món ăn để có thể phục vụ cho gia đình. Anh nghĩ rằng những người phụ nữ chúng ta cần phải học, cần phải học một vài món. Có thể không ngon nhưng mà biết nấu là được rồi. Dạ. Có thể ngồi xích nhau một chút xíu được không? Đó, không vướng quá. Có bao giờ tụi em mâu thuẫn trong lúc nó ăn uống nấu ăn này kia không? Có luôn em. Có luôn hả? Trời, có một lần em kể. Có một lần chồng em nói, à mẹ chồng em nói là con vào con ướp thịt gà đi để lát nữa nướng cho chồng con ăn. Xong cái em cũng dồn hết tâm huyết của em vào, em ướp thịt gà rồi em làm đủ thứ trò hết á, em cất vào ngăn mát, xong lát sau em bỏ ra em nướng. Xong cái hồi chồng em bảo chứ, trời ơi, chảo nó chưa nóng mà cho dầu cho mỡ vô làm sao mà tí hơn lát nữa cái miếng thịt nó ngon được. Trời em tức quá. Mà xong em để cho chồng em làm luôn. Lát sau cháy đen thui. Nghiệp vượt. Thầy Nguyễn Quân. Em không hiểu sao luôn á anh. Em có ức gì vậy? Em cái này em thường từ mẹ cho em mà nấu là không muốn cho ai vào nấu ấy. Còn em với chồng em có bao giờ mà tranh cãi nhau cái chuyện ăn uống hay bếp núc gì chứ không? Dạ không, thật ra là trước khi lấy chồng á là em không có vô bếp luôn. Là em hầu như là không có thích vô bếp. Nhưng mà từ khi lấy chồng á em biết sao là
phụ nữ trong em trỗi dậy. Xong em thích vô bếp để em nấu cho chồng em ăn. Thì món nào chồng em cũng khen ngon hết. Tại vì đơn giản là chồng em đâu biết nấu gì đâu. Em nấu sao ăn vậy? Không khen sao nấu dạ, đúng rồi. Xong rồi hầu như là tụi em không có mâu thuẫn ở trong bếp. Dạ, mâu thuẫn ở ngoài bếp không ạ? Thường là mâu thuẫn ở ngoài nơi nào? Dạ, chẳng hạn như những cái nơi mà ổng bày bừa. Còn trong bếp là có mình em bày à. Dạ. Em bày thì không bao giờ xảy ra mâu thuẫn. Dạ. Chồng em bày thì sẽ xảy ra mâu thuẫn. Dạ, đúng rồi. Bất kỳ nơi nào. Dạ. Hay vậy. Luôn cái nhà có kỹ không vậy anh? Kỹ từng chi tiết luôn đây. Kỹ không biết có nào em khó chịu luôn không? Em luôn luôn khó chịu với chồng em luôn á. Chồng em cũng kiểu giống kiểu người cầu toàn á. Một cái gì nó cũng phải hoàn hảo với chồng em hết á. Mà nó mà ví dụ em nấu bát canh nha, thì hôm nay nó ví dụ nó thiếu thiếu cái gì đó hay là nó hơi mặn một chút xíu, nhưng với em thì là vừa, cả nhà đều vừa. Nhưng mà khẩu vị của chồng em thi thoảng nó kiểu nó đánh nhau á. Chồng em hay chê. Món nào cũng chê được luôn á. Quên nữa, nãy giờ em lên nhiều chuyện nhanh mà em không nhìn chồng em luôn, không biết chồng em làm tới đâu rồi nữa. Làm tới đâu? Họ có ăn là được rồi đúng không? Được, cho em vô được không anh? Được. Mày... Đây là đường. Phải. Sao vậy? Này, phải bỏ vô đây, quậy lên, nước mắm nữa đúng không anh? Mình làm như vậy thì mình đếm nó kỹ hơn. Hâm hâm để kia lục lục rồi đó. Thôi không được nghỉ nhau mà. Ngồi đó có thời gian phải còn lần nữa. Chết rồi, em phải lau mồ hôi. Trời ơi. Những lúc này sao em tim em đập mạnh quá vậy? Bên mình gọi là salad bò ấy chị. Coi chừng nó thành là salad. Thì món này em ở bên kia sao mà thấy nó gọn em vậy? Thử sức. Ăn thì nhiều rồi đúng không? Mấy lần đầu nhiều đúng không? Bây giờ không có cái bao tay á để mà. Bây giờ là mình có thể bỏ cái này đi. Mình bỏ cái này đi rồi mình lau sạch lại cái lô. Em có mong rằng chồng em sẽ trở thành một cái người đầu bếp giỏi để phục vụ gia đình không? Hay ngồi về là em đưa em vào thế rồi đó. Chắc chắn là em mong rồi. Và em muốn khỏi phải làm tất cả mọi thứ. Ủa, nếu như người đầu bếp thì cái việc khác là dành cho vợ đó. Dạ đúng rồi. Em phụ đó. Vậy chồng em là đứng bếp và em phụ, em chạy chân này chân kia đó. À, rồi em còn phải lo công việc tùm lum la giặt giũ quần áo, chăm con này kia đó. Em còn phải cho con ăn, em phải tắm cho con, em phải chơi với con, rồi em phải làm nhiều thứ lắm. Chồng em chỉ thi thoảng chồng em mới vào bếp thôi. À, vậy à? Dạ. Tự em lo lắng cái gì? Có bao giờ lo lắng khi chồng em nấu ăn như thế này chưa? Em đổ mồ hôi luôn. Bình thường là em không cho ông vô bếp đâu. Không làm cái gì là tan quan cửa nhà hết. Không sao có thể tan quan đâu, bởi vì giờ của chương trình bể là đền đó. Nãy em thấy ông rắc đường vô trong cái. Anh thấy mấy lần rắc rồi đó. Chắc bữa nay ăn xong cửa đường đó. Những cái lần mà vợ chồng em cãi nhau lớn nhất thì ai sẽ là nhường ai hả chú Nguyễn Thành? Cả chồng em nhường em không à? Ủa sao thì không em lại không nhường cho ông lần nào này? Em không hiểu sao cái tính cách em nó vậy á. Em cũng có cái lý lẽ của em chứ. Có nghĩa là khi mà đây có một lần mà vợ chồng em cãi nhau mà giận nhau đến 3 ngày lần đầu tiên trong đời. Từ lúc lấy nhau đến giờ 3 ngày không nói chuyện với nhau luôn. Thế vậy thì ghen ghê lắm nhỉ. Ôi trời ơi, vợ em hả? Siêu ghen luôn. Vợ em gọi là kiểu dạng là hiền lành lắm rồi đó. Không có. Đi đóng phim. Đóng phim thì bắt buộc là phải đổ vai, là phải có hôn. Không, chưa thấy hôn luôn anh. Ồ, dạ không luôn. Không có anh ơi, chồng em nha, nhắn tin quan tâm người ta cực kỳ nhiều luôn. Mà nhiều khi ở nhà vợ thèm cái này còn không thèm mua cho vợ nữa. Mà người ta vừa mới nói anh ơi, mua cho em cái này. Cái hôm sau lên trên đoàn phim mới mua cho người ta luôn. Trời ơi, nè, đây đọc một tin nhắn hết nha, đừng có giả bộ nha. Nha, giữa em với Quân Vương là ai ghen hơn anh? Dạ, em là ghen là nói thẳng, còn chồng em là ghen mà im im. Im nhầm. Dạ, im im. Vương đã làm gì để em ghen? Thì chồng em kiểu giống như ra đường á, là kiểu giống như là nhìn gái á, mà ngộ lắm. Chồng em á, em ra đường á mà chỉ cần có cô gái nào mà đẹp mà chuẩn bị bước ngang thôi là em đã nhìn từ trên dưới xem thấy đẹp, xong em nhìn qua chồng em liền. Chồng em con là chồng đúng là đâu có nhìn nó đâu. Xong cái em nói, ủa sao nhìn gái vậy? Cái chồng em nói, đâu có nhìn đâu. Nói chung là hay biện minh lại vậy đó. Em bực bội lắm. Mỗi lần mà... Dạ, sao anh? Em có bao giờ ghen với vợ em chưa? Em thì em không có ghen ra mặt. Nhưng mà em để bụng. Em để bụng. Bụng sao em đã biết được là em ghen?
Tại vì em thấy thực chất thì em cũng ít khi nào ghen lắm. Tại vì vợ em cũng không có làm gì để em ghen. Chỉ có lâu lâu ví dụ như đi tập gym thì hay có mấy cái anh beauty mà anh căng cơ đó thì em hơi ngứa mắt chút xíu thôi chứ em cũng cãi ghen. Nói chung là bình thường em hay làm những cái chuyện ảnh yên tâm lắm. Tại vì em lúc nào cũng quả quyết là nếu như mà em thích một người khác thì em sẽ nói thẳng cho chồng em biết, rồi hai mình tập xong rồi là em sẽ có một mối quan hệ mới. Chứ em không có kiểu đang trong lúc yêu chồng em rồi bậy bạ hay gì này kia thì không có. Rồi em cũng nói với chồng em là chồng em cũng như vậy. Em hay nói với chồng em á là nếu như chồng có ngoại tình, người mà vợ lánh đầu tiên sẽ là chồng. Tại vì chồng em không có mở lòng thì sao người ta tới được với mình, đúng không em? Kể cả đúng rồi, đúng rồi. Có ve vãn mình đi chăng nữa nhưng mà mình không có mở lòng thì không thể nào mà người ta tới với mình được. Không bật thì người có lỗi thì chắc chắn sẽ là chồng em đầu tiên. Chính xác. Em nấu em cũng bình tĩnh lắm mà sao em nấu tay em run vậy ta? Thêm một cái bếp thẳng quá mà vẫn chưa xong. Bên kia xong rồi kìa, còn trang trí xong rồi kìa. Rồi. Chồng có thấy không? Ừ, cái này tới đây là mình xong rồi á. Cái này lẹ lắm. Lẹ lắm. Chỉ vài phút thôi. Chúng ta còn 2 phút nữa. Đơn giản là bò lửa lớn lên và xào qua là xong. Thôi cho không cho bơ vào hả? Cái kia được chưa, vợ vớt ra nha. Ok. Vớt ra rồi. Em vô nha. Ừ. Vớt ra đĩa một phút, vớt ra đĩa cho nó nguội. Cho mình thành nó hấp dẫn. Cái này được chưa ta? Ừ. Chắc được rồi, cũng mềm mềm rồi đó. Mà nó cả đi chứ. Ok, xong. Tôi thử xin cái đĩa đi. Nha, thấy xong nha. Dạ em thấy cũng không được, không được. Không được bật mí bất kỳ gì cả. Dạ. Bỏ gì muốn bỏ gì nó bỏ. Bỏ bóng, bỏ muối, bỏ gì kệ, không có nhìn qua vợ. Chúng ta phải tự lực cánh sinh đi Vương. Đấy, sau phút này mình mới lớn lên trong nấu ăn nè. Dạ. Cái giây phút cuối cùng nha. Còn một phút nữa. Có thể bò chính là mình vẫn là đem ra được luôn rồi đó. Như vậy là chúng ta đã hết thời gian. Mời hai đội chúng ta đem sản phẩm của mình ra để có thể chiêm ngưỡng và thưởng thức. Món rất là tây, món rất là tha ha. Tây. Bây giờ thì Long đi ra. Anh hãy thử đi. Dạ anh. Đánh giá như nào? Phải cho điểm thôi. Mọi người cứ chuẩn bị ăn luôn chung luôn nha. Dạ. Sẽ thử món của đối phương và món của mình luôn. Cho nó sao? Cắt thịt bò trước đi. Đúng rồi. Em chấm luôn cái sốt cho anh nha. Quá. Thịt bò thật sự có Tết ngon không là cái sốt nữa. Dạ. Này, cảm ơn Long. Với đồ ăn kèm nữa nè. Miếng cà chua, miếng cà rốt đi. Ăn ngay tay luôn. Dùng thì bên đây các bạn cứ thử món ăn của đối phương đi. Dạ. Đánh giá. Dạ. Góp ý ha. Đây là mình làm sốt tiêu ha. Dạ. Làm sốt tiêu đen. Thì cái bò này ký một chút xíu để tùy theo mọi người nhưng làm ký cho chắc, cho an toàn. Dạ. Sẽ có người rất thích ăn tái, giống như là cắt ra bằng hơi máu, giống như em khi em cắt ra hơi máu. Ừ. Cái sốt là đậm. Ừ. Hơi đậm chút. Hơi đậm chút xíu. Giảm nhẹ chút xíu nó thật vui. Cái vị này là đúng cái vị của sốt tiêu mà kiểu quá. Dạ. Cái vị nó đậm đà. Mấy cái này là kiểu mà của trong cái những cái món của ẩm thực Trung Hoa, người ta hay làm món bò tiêu đen á. Dạ. Cái vị này rất là giống. Ừ. Nó đậm đà. Nói chung là một đầu bếp gia đình mà chuyên nghiệp, không làm gì vậy? Mình làm thấy hấp dẫn. Anh sẽ cầm mình làm ngon không? Đây không? Sốt này hơi đậm à? Ừ. Để chưa đem sốt. Người ta hơi nhiều quá không? Mặn. Ừ, mặn. Cứ rồi. Bỏ bò ha. Ừ. Em hồi hộp. Ý xem sao? Một lần rồi. Tự vận động ha. Nãy tôi em làm cũng chưa có nếm luôn. Một tiếng lâu quá. Một tiếng cái linh nữa. Nãy em đã tưởng tượng ra cái khúc này rồi. Cái món này nó hơi đa dạng. Một món mà mình được
trải nghiệm nhiều thứ. Nhiều vị. Dạ. Có vị vui quá. Ở trên thì ăn được xà lách. Ở dưới đây là mình có thêm cái này nữa, cũng có thể làm được nước chanh nè. Cái vị nó hơi chua. Chua quá. Chua chua ngọt ngọt. Nói chung là quá tay chút. Dạ. Vậy không thử đi, để ta thấy. Cũng không, nhưng mà em rất là tự hào vì chồng em đã cố gắng làm một cái món như thế này. Chứ bình thường còn thấy ghê hơn. Bên đó thì chắc là hơi chua, còn bên này thì nó mặn hơn mặn tí. Nói chung là vừa. Hai món hộp vô thì nó giảm được ha. Thử đi, vào bên đây thử món của bạn mình làm. Nói chung là mình cứ trao đổi kinh nghiệm gia đình với nhau để một cái mục đích cuối cùng là chúng ta giữ vững hạnh phúc gia đình bằng cái bữa cơm thế này thôi ha. Bây giờ chúng ta sẽ xem giám khảo chính thức lần tiếng này. Thú vị ở đây một cái là hai người đều chọn một cái chủ đề là bò. Dạ. Nhưng mà bò thì là có thể nó không đơn giản. Ngay cả mình làm món Á hay món Âu gì cũng vậy. Đây mình có hai cái phiên bản, một cái là hoàn toàn Á, một cái là hoàn toàn Âu. Và hai cách làm nó cũng đều khó, mỗi cái đều có cái khó khác nhau hết. Như bên này thì để thịt bò mà mình xào ra ăn mà nó không bị khô, không bị dai á, nó cũng rất là khó. Hình như bên đây chỉ cần mình sai độ chút xíu thôi. Cái này giống như nó đang medium well mà, yeah, mình chỉ cần thêm chút xíu nữa coi như là nó không còn cái gì để ăn nữa. Đó. Dai. Nhưng mà có nhiều người là ta thích ăn như vậy. Yeah. Cho nên là làm mà để mình chiều lòng nhiều người nhất thì đây cũng là cái lựa chọn an toàn. Thì Long nghĩ được cái lựa chọn của bạn rất là thông minh. Và cái vị thì cũng đã chia sẻ rồi. Rõ ràng là với cái thời gian như vậy mà mình lại làm ở trên một cái gian bếp mà mình không quen thuộc nữa, đôi khi là mình chưa quen cho nên là cái phần vị không đủ thời gian để chỉnh chu. Nhưng quan trọng là hai điều đã hoàn thành hết. Long cũng chia sẻ thêm là những cái mà để mình rút những kinh nghiệm thôi. Ví dụ như là cái khoai với lại cái cà rốt thì hai cái này á, tùy vào cái thời gian chín nó khác nhau. Nếu như mà cái cà rốt nó vừa chín tới á, thì cái khoai này nó còn hơi sống, tại vì là cái kích thước của nó, kích thước nó to hơn. Nếu mà mình cắt ra cái miếng làm đôi á, thì cái thời gian chín hai cái nó đều, nên là mình canh cái thời gian mình bỏ vô thì ra cái thành phẩm nó vừa phải. Tại vì cái này cái khoai này là ăn cảm giác còn hơi cứng xíu. Còn thịt bò thì mình thấy bạn sơ chế đồ chuẩn bị ban đầu cũng kỹ, là mình cũng cắt đúng thớ nè. Hai nữa là để làm mấy miếng steak này thì mình sẽ phải đập sơ. Thì mình thấy là cái này cũng có đập sơ rồi thì nó sẽ làm cho cái miếng thịt bò nó khi mà nó săn lại nó săn vừa phải, nó không có bị dai quá. Còn đối với lại xà lách thì Long thấy là chỉ cần góp ý thêm cái là cái về cái vấn đề thời gian, mình có thể là chuẩn bị xà lách trước được, nhưng mà cái phần sốt mình đã để riêng ra, tới khi nào mà mình bắt đầu ăn thì mình mới chan vô. Tại trong cái phần xà lách lúc nào nó cũng có axit trong đó, một là mình xài chanh, hai mình xài giấm, mà khi mà mình trộn sớm vậy á là xà lách nó sẽ bị yếu xuống, mình ăn nó sẽ không có giòn. Thịt bò sau khi mình xào ra xong, rõ ràng là nếu mà món này mà là ở trong đồ Âu á thì chắc chắn là thịt bò phải để trong tủ lạnh cho nó mềm. Nhưng mà cái kiểu này là kiểu châu Á của mình, là thích ăn ra nó còn hơi ấm ấm. Nhưng mà mình định nó để mà vừa xào ra bỏ vô liền, có thể để ngoài xíu cho nó giảm cái nhiệt lại, thì cái xà lách của mình ăn nó không có bị chín quá, tức là nó cũng không có bị ra nước nhiều quá. Tại lúc mình mới đổ ra nước nó ra nhiều. Cảm ơn các bạn, cảm ơn đầu bếp chuyên nghiệp của chúng tôi rất là nhiều. Thiên Long đã chia sẻ rất nhiều cái kinh nghiệm đó. Và hôm nay tôi nghĩ rằng là cái người hạnh phúc nhất vẫn là những người vợ. Có thể mình cảm nhận những cái gì mà chồng mình làm nên, và chính bàn tay của chồng mình làm nên cho mình. Dạ. Và ngày hôm nay thì anh muốn rằng trong cái không gian nó nhẹ nhàng thế này, chúng ta hãy nói những cái gì mà còn khúc mắc mà cần để chia sẻ để ta hoàn thiện trong cuộc sống. Dạ. Yeah, em muốn nói gì với chồng mình? Cần hoàn thiện cái điều gì? Chồng em nghĩ là chỉ cần chồng em như thế này hoài là được. Đừng thay đổi những điều tích cực, bỏ đi những cái tiêu cực. Và trước giờ em đã từng nói với chồng em nói như vậy thì chồng em sẽ hiểu. Rồi những cái tích cực thì hãy phát huy nó. Thì em thì sẽ luôn ở bên cạnh chồng em. Những cái điều mà giờ chồng em hay thường xuyên nói chuyện với nhau lắm, cho nên em nghĩ là em nói ít thôi là chồng em đã hiểu rồi. Chỉ cần chồng phát huy những cái điều mà thì trước giờ chồng vẫn đang làm cho vợ là được rồi. Còn Vương, em muốn nói gì thì mà em thì thực sự thì vợ thì là một người tuyệt vời nhất trên đời. Em thấy có những cái lúc mà cãi nhau thì cũng có lúc xấu là hay im lặng thì cũng anh xin hứa anh sẽ sửa đổi những cái phần đó để cho tình cảm hai đứa mình nó tròn vẹn hơn. Hay quá. Phải sửa đổi những gì còn cứ biết ha. Dạ. Còn chú Huyền Thanh, em muốn nói gì với Quân? Em thấy chồng em thì thực sự đối với bản thân em thì em thấy như thế nó hoàn hảo. Nhưng mà em chỉ muốn là mỗi khi mà hai đứa mà cãi nhau đừng tự làm đau bản thân là được. Làm đau vậy? Không, đừng làm đau vợ. Sao luôn? Em thì không biết sau này như thế nào, nhưng mà hiện tại thì hai vợ chồng em rất là
hài lòng với cái cuộc hôn nhân và gia đình mình đang có hiện tại. Chỉ có một chút xíu là cần phải giống như là em muốn vợ tích cực hơn trong việc chia sẻ tất cả mọi thứ suy nghĩ của mình đối với chồng, thay vì là chỉ giữ những cái suy nghĩ của mình thì nên chia sẻ ra để vợ chồng mình trong tất cả mọi thứ. Nếu mà chia sẻ mình sẽ dễ dàng giải quyết cũng như là dễ dàng mình hiểu nhau hơn. Chúng ta có một câu để nói những lời yêu thương nhất với vợ của mình thì em sẽ nói gì? Chồng sẽ luôn bên vợ những lúc vui vẻ nhất và những lúc khó khăn nhất. Và sẽ cố gắng vì chồng, cố gắng trong mọi thứ vì chồng, vì gia đình. Và bên đây vợ sẽ cố gắng để mà mở lời hơn với chồng trong tất cả những mọi cái trong cuộc sống, cố gắng chia sẻ nhiều hơn và sẽ luôn luôn ở bên chồng. Hứa đi đó. Thực ra là có hứa mấy lần rồi mà cái giống như là bản tính á, khó thay đổi. Giờ này hứa đi. Có anh Quyền Linh ở đây hứa đi. Đúng rồi, hứa đi em. Thực ra là vợ cũng có mở lòng nhiều. Ở nhà thì vợ chồng em vẫn thường xuyên nói những lời yêu thương. Nhưng mà có một cái mà em nghĩ là vợ em rất là muốn em nghe em nói trực tiếp mà chưa có một cơ hội nào. Cảm ơn vợ đã sinh con cho chồng. Tiếp tục nắm tay nhau và cùng nhau bước tiếp quãng đường lại nhé. Tuyệt vời. Có một điều muốn nói với Kim Long. Em đang lắng nghe. Cảm ơn Long đã có mặt trong ngày hôm nay và có mặt trong chương trình để cho chúng tôi những cái kinh nghiệm về nấu ăn. Cảm ơn Long và hy vọng Kim Long sẽ tiếp tục làm nhiệm vụ của mình, sẽ chia sẻ những kinh nghiệm của mình để cho các cặp vợ chồng đốt ngọn lửa yêu thương trong gian bếp của chính mình. Hãy nói với chúng tôi những điều mà quý vị muốn. Hãy chia sẻ với chúng tôi những cái góc bếp của các bạn. Hãy chia sẻ, hãy thấu hiểu, hãy chăm sóc với nhau trong gian bếp yêu thương của gia đình mình quý vị nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Cảm ơn tất cả khách mời ngày hôm nay.